Chào bạn thân mến, Nguyễn Hiếu rất vui gặp lại bạn trong video này. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về những cái tác dụng thần kỳ mà yoga đem đến cho sức khỏe và cho tuổi trẻ của chúng ta. Và chủ đề trong video ngày hôm nay thì sẽ là yoga mang lại cho chúng ta cái tăng cường tuổi thọ và làm chậm lại quá trình lão hóa. Bạn thân mến, Nguyễn Hiếu mới đọc được một những cái nghiên cứu từ Hoa Kỳ và cho rằng những người thường xuyên luyện tập yoga thì cái chất xám ở trong não bộ của họ được phát triển rất là tốt. Do đó khi mà chúng ta thường xuyên luyện tập yoga thì đồng nghĩa với việc là cái chất xám của chúng ta cũng phát triển được tốt hơn, đúng không ạ? Hơn thế nữa, những người thường xuyên luyện tập yoga bằng những cái động tác nhẹ nhàng, chậm rãi trong yoga thì sẽ giúp cho cái tâm trí của chúng ta được điềm tĩnh hơn, thư giãn hơn sau mỗi ngày, và điều đó thì sẽ mang đến cho chúng ta những cái sức mạnh rất là bền bỉ cho ý chí để giúp chúng ta đương đầu, dễ dàng đương đầu và đối mặt với những cái sự kiện và những cái thách thức của cuộc sống, và giúp cho chúng ta cảm thấy bình tĩnh hơn đối với những cái tình huống đó. Và điều quan trọng thứ hai là tại sao yoga lại có thể giúp chúng ta làm chậm quá trình lão hóa. Khoa học đã chứng minh rằng là những người thường xuyên luyện tập yoga thì sẽ giúp làm tăng trưởng những cái hormone rất là tốt cho mô, cho da, và đặc biệt là cái phần cơ bắp của chúng ta được săn chắc. Ngoài ra thì yoga còn tác động rất là tốt trong cái việc điều chỉnh những cái hormone rất là tốt cho cái hệ thống tim mạch và cái khả năng miễn dịch của chúng ta. Cái sự tăng lên, tăng trưởng của những cái hormone hữu ích này thì sẽ rất là quan trọng đối với sức khỏe của người lớn tuổi, và không chỉ người lớn tuổi thôi mà người trẻ tuổi của chúng ta cũng có cái sức khỏe rất là tốt. Một số những cái nghiên cứu gần đây thì cho thấy rằng là những người chỉ cần tham gia luyện tập 2 đến 3 lần mỗi một tuần thôi. Tất nhiên là tập 4 đến 5 buổi thì càng tốt. Thì cái mức huyết áp cũng được điều chỉnh cân bằng đáng kể, tim mạch được ổn định hơn, đối với những cái người mà không luyện tập yoga. Ngoài ra, những cái tư thế yoga đảo ngược thì còn giúp làm xoa dịu tất cả những cái áp lực của cơ thể, áp lực của cuộc sống, và làm giảm áp lực cho các cái cơ quan nội tạng, giúp cho cái cơ thể của chúng ta giải độc tố rất là tuyệt vời, thanh lọc cho cái cơ thể. Một điều mà được chị em phụ nữ vô cùng quan tâm đó là những cái tư thế ngồi thiền và vận động trong yoga còn giúp cho chị em chúng ta cải thiện được cái vóc dáng và loại bỏ mỡ thừa rất là nhiều, đồng thời còn làm chậm lại cái quá trình lão hóa để giúp cho chị em chúng mình luôn luôn trẻ trung và xinh đẹp. Không chỉ như vậy, yoga còn có làm tác dụng làm cho cái vóc dáng của chúng ta được trở nên mềm mại hơn, thanh thoát hơn, nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn. Và bạn sẽ cảm thấy rằng khi mà bạn luyện tập thường xuyên như vậy thì bạn sẽ cảm thấy rằng là cái cơ thể của mình luôn luôn được căng tràn sức sống, tràn đầy năng lượng, và bạn cảm thấy rằng cái tâm trạng của mình luôn luôn là vui vẻ và đón nhận được rất là nhiều những cái điều tuyệt vời của cuộc sống. Nguyễn Hiếu mong rằng với những cái chia sẻ về những cái điều kỳ diệu mà yoga đem đến cho sức khỏe của chúng ta thì giúp bạn phần nào yêu thích yoga nhiều hơn và chăm chỉ luyện tập đều đặn cùng Nguyễn Hiếu nhiều hơn. Và Nguyễn Hiếu sẽ rất là vui khi mà hàng ngày chúng ta cùng luyện tập yoga cùng Nguyễn Hiếu để duy trì một cái cơ thể khỏe mạnh, một cái tinh thần luôn luôn vui tươi, và chúng ta cảm nhận được nhiều điều hạnh phúc hơn nữa trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại bạn vào những video chia sẻ tiếp theo cùng Nguyễn Hiếu. Bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Nguyễn Hiếu Yoga ở phía dưới để chúng ta có thể đón nhận được nhiều hơn nữa những cái chia sẻ và những cái bài tập của Nguyễn Hiếu, giúp cho quá trình luyện tập của chúng ta được dễ dàng, được đều đặn và phát huy được cái tác dụng tối ưu của yoga. Tạm biệt bạn, xin chào và hẹn gặp lại.